Huy và bạn đang chuẩn bị để theo dõi trận thi đấu số 54 giữa hai vận động viên Đảng Đức Phương Đông, đơn vị Mỹ Đức, góc đèn đỏ gặp vận động viên Bùi Thế Hào, đơn vị Đan Phước, góc đèn xanh. Hai vận động viên bắt đầu khoảng một thi đấu thứ nhất rồi. Tiếp theo sẽ là trận thi đấu ở số 55 giữa hai vận động viên Hoàng Phan Duy Phách, đơn vị Mỹ Đức, góc đèn đỏ gặp Phạm Hiển Minh, đơn vị Mỹ Đức, góc đèn xanh.
phương Đông.